Vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy UEFA Tajikistan họ bổ sung thêm một cầu thủ số 8, Surat Enmurodov. Cho đến thời điểm hiện tại thì các thủ U23 Việt Nam vẫn đang chơi. Và chúng ta cùng xem, đó là bàn thắng dành cho U23 Việt Nam. 1-0 rồi. 1-0 cho U23 Việt Nam. Rất may mắn khi mà trận đấu quay trở lại đúng lúc mà cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta đã có được bàn thắng mở tỷ số. Chúng ta cùng xem kỹ lại tình huống này. Một tình huống nỗ lực của Bảo Toàn và cầu thủ đã có một cái lắc đầu rất nguy hiểm và đã thành bàn, đó chính là Lê Xuân Tú, số 21 của cầu thủ U23 Việt Nam. 1-0 ở những phút thi đấu cuối cùng. Có cảm giác như bàn thắng đến một cách hơi dễ dàng bởi vì hàng thủ của U23 Tajikistan đã không thật sự quyết liệt. Số 6 Vahdat Hanounov đã không áp sát để cho cầu thủ của U23 Việt Nam thoải mái tạt bóng vào trong. Còn bên trong thì trong vòng vây của hai cầu thủ, tuy nhiên cầu thủ áo trắng vẫn kịp thời đưa ra một cú đánh đầu. 1-0 cho U23 Việt Nam một cách rất xứng đáng với những gì mà chúng tôi đã nói ngay từ đầu hiệp thi đấu thứ hai. U23 Việt Nam đã khởi đầu tốt hơn, tạo ra một thế trận lấn lướt và sung sức. Những sự điều chỉnh hợp lý. Tuy nhiên thì chúng ta đã thay tới 10 cầu thủ và đã lấn át đội bóng của đối phương khi mà họ không thay nhiều những cái tên. Đến lúc này thì họ chỉ thay tới 6 cầu thủ mà thôi. Và bây giờ ở phút thi đấu thứ 83, trận đấu đang có kết quả 1-0 nghiêng về phía U23 Việt Nam. Cầu thủ đã có được pha làm bàn, đó là số 21 Lê Xuân Tú. Một sự quay trở lại của Xuân Tú, một cầu thủ trước đây đã thực sự nổi bật trong màu áo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên khi mà về với câu lạc bộ Hà Nội thì anh không có nhiều thời gian, không có nhiều cơ hội để ra sân. Và một bàn thắng thực sự quan trọng với số 21 của U23 Việt Nam. Bây giờ tiếp tục sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho các học trò của ông Kim Han Jun. Không có một tình huống dứt điểm tuyến 2. Thật ra khi mà U23 Việt Nam dẫn trước một bàn và chúng ta thay rất nhiều cầu thủ thì không quan trọng là kết quả như thế nào, mà cái chính là ban huấn luyện và cầu thủ đã nhận được những gì, những bài học gì. Như vậy là Thanh Bình đã được rút ra và người vào sân đó là Cao Trần Hoàng Hùng, cũng là một đồng đội của anh, cầu thủ cũng của câu lạc bộ Viettel. Như vậy là lúc này chúng ta đã thay đổi tới 11 vị trí trên sân. Thanh Bình đã chơi trọn vẹn 80 phút và đã thể hiện được rất nhiều những phẩm chất của mình. Thanh Bình đã quay trở lại với sự tự tin và đã học hỏi được rất nhiều bài học sau trận đấu với Trung Quốc. Trận đấu với Trung Quốc thật sự là một kỷ niệm thử lửa của Thanh Bình, đúng là lửa thật sự. Bởi vì một cầu thủ vào sân từ hiệp thi đấu thứ hai với một thế trận đang căng thì việc bắt nhịp đã là khó. Nhưng Thanh Bình còn vào sân trong một trận đấu với đối thủ đẳng cấp hơn và lại theo kèm một Ulay, là một cầu thủ đang chơi tại La Liga trong màu áo của Espanyol. Anh chơi không phải là một cầu thủ, không phải là người thừa, mà là một người đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Espanyol. Và Thanh Bình đã không thể chiến thắng được Ulay trong những tình huống. Và bây giờ sẽ là một cơ hội dành cho Tajikistan. Đứng trước bóng sẽ là đội trưởng của họ, Pasanbe. Những tình huống bóng bổng thực sự cũng tạo ra rất nhiều điều nguy hiểm dành cho Tajikistan. Chúng ta còn nhớ ở hiệp 1 thì các học trò của ông Kim Han Jun đã mất đi sự tập trung ở trong những khoảnh khắc cuối cùng. Và bây giờ sẽ là giúp cho cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục kiểm chứng. Lại là một tình huống treo bóng, một tình huống lộn xộn. Về khoản tranh chấp thì trong hiệp thi đấu thứ hai này tôi cảm thấy rất yên tâm. Đúng rồi, đúng rồi. Bóng đỏ. Phòng đối của Thanh Bình. Lại đi. Nhỏ con, có tốc độ và kỹ thuật tương đối tốt. Đều lại đi Việt ơi. Rõ ràng là trong chiến tay đôi, Thanh Bình không phải đội thủ vượt trội và thậm chí là ảnh lép vế trước số 18 về phía đối thủ Tajikistan. Trong ít phút cuối cùng treo bóng sẽ có nhiều pha công chiến. Bóng đã được phá ra một cách an toàn. Vừa đánh nhanh vào chân bóng của cầu thủ Tajikistan. Với đội một đội bóng đang rất hùng hưởng khí thế như Tajikistan, rõ ràng không muốn nhận một thất bại
dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu với những gì mà họ đã thể hiện ở trong hiệp 1. Tuy nhiên thì U23 vẫn đang cho thấy sự bản lĩnh của mình. Rất nguy hiểm, không có một điểm cắt ở trong tình huống vừa rồi. Đó là một pha căng ngang nguy hiểm của cầu thủ mang áo số 4 Ibrahim Zidane. Chưa qua. Rất may là các thủ áo trắng đã tạo thành một hàng rào và ngăn chặn thành công cú sút của U23 Tajikistan. Tiếp theo đó là một nỗ lực ngăn chặn của quả tạt. Có thể nói hàng phòng ngự của các thủ U23 Việt Nam đã thi đấu rất lăn xả ở trong thời điểm cuối cùng của trận đấu này. Với tất cả cầu thủ chỉ mới thi đấu ở đầu hiệp 2, chúng ta đang cho thấy những sự vượt trội về mặt thể lực của mình. Và rõ ràng một điểm sáng nữa là hàng phòng ngự của chúng ta và cùng với hàng tiền vệ đã bọc lót cho nhau tốt ở trong hiệp 2 này. Một tình huống bắt bóng chính xác của thủ thành Xuân Hoàng. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này sẽ chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi, tính cả thời gian bù giờ. Rất tốt, vẫn là Bảo Toàn, rất trống trải, đã không thể nào theo kịp bóng. Thủ môn của U23 Tajikistan đã bằng ra rất kịp thời, rất kinh nghiệm. Nhưng đó không phải là một tình huống mà trọng tài có thể thổi được tình huống đá phạt penalty. Bây giờ tiếp tục là cơ hội của Tajikistan. Người đang có bóng là số 18. Cơ hội rất nguy hiểm. Và cuối cùng thì U23 Tajikistan đã gỡ hòa 1-1. U23 Việt Nam hàng thủ đã tỏ ra thiếu tập trung ở trong pha bóng vừa xong. Một quả đưa bóng vào trong, vẫn có cầu thủ áo trắng ở trong khu vực cấm địa, tuy nhiên lại không ngăn chặn được một pha dứt điểm. Phải nói chính xác đó là một tình huống càng ngang nguy hiểm của và cực kỳ khó chịu của số 18 Digazarov. Liễu Quang Vinh là người đã không thể theo kịp tình huống vừa rồi. Một bàn thua đến ở những phút cuối cùng của hiệp 2. Một lần nữa thì chúng ta lại thiếu đi sự tập trung. Nó rất giống gì như những gì mà chúng tôi đã cảnh báo ở trong những phút trước đó, khi mà các cầu thủ hàng thủ của chúng ta thường mất tập trung ở những phút cuối của mỗi hiệp. Hiệp 1 thì chúng ta chút nữa đã phải nhận bàn thua, và cuối cùng thì trong hiệp 2 chúng ta đã phải nhận bàn thua mất rồi. Lại là Bảo Toàn, những tình huống đi bóng quen thuộc và đầy tốc độ của số 16 bên phía U23 Việt Nam. Rất bình tĩnh. Vẫn còn, tiếp tục là pha tấn công của U23 Việt Nam. Treo bóng. Bất kể là U23 Tajikistan đã có được bàn thắng thì chúng ta vẫn được xem một hiệp 2 sôi nổi hơn. Đây đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng. Dẫu cho đây chỉ là một trận đấu giao hữu thôi, nhưng mà chúng tôi thấy rõ ràng liều thuốc thử U23 Tajikistan là rất hiệu nghiệm và thực sự rất bổ ích dành cho các học trò của huấn viên Kim Han-jun, khi mà chúng ta lâu lắm rồi mới có dịp cọ sát với một trận đấu giao hữu quốc tế. Những điểm yếu, những tình huống sai sót đã được bộc lộ, và đó là những điều mà chúng ta cần phải hoàn chỉnh hơn ở trong những quá trình chuẩn bị sắp tới. Một trận đấu sẽ có 3 phút bù giờ. Những gì thể hiện ở trong trận đấu này sẽ được ban huấn luyện của U23 Việt Nam rút ra và tổng kết ở trong trận đấu ngày 17 gặp Kyrgyzstan. Trận đấu vào ngày 17 sẽ là bài sát hạch cuối cùng để cho U23 Việt Nam bước vào vòng loại U23 châu Á. Để nói qua về vòng loại U23 châu Á thì có 11 bảng đấu và 11 đội bóng xếp đầu tại các bảng đấu sẽ lọt vào vòng chung kết, cùng với đó là 4 đội. Rất nguy hiểm. Thủ môn của U23 Tajikistan, đây không phải lần đầu tiên anh tỏ ra lóng ngóng. Chúng ta còn nhớ là trước đó thì thủ thành của U23 Tajikistan cũng có một pha bóng mà suýt nữa thì bóng lọt háng của anh. Và theo chúng tôi thì đây sẽ là một tình huống mà làm cho quý vị khán giả sẽ tỉnh ngủ ở những phút cuối cùng. Và rõ ràng cả Tajikistan và cầu thủ U23 Việt Nam sẽ còn phải có rất nhiều những sự điều chỉnh trước khi bước vào những trận đấu ở vòng loại U23 châu Á. Các bạn đang theo dõi trận đấu giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Tajikistan trên fanpage và YouTube của Nextsport, cũng như trên kênh YouTube của Liên bóng đá Việt Nam VFF Channel. Các bạn để theo dõi thêm những trận đấu tiếp theo của cầu thủ U23 Việt Nam, các bạn hãy nhấn nút đăng ký và
đồng hành cùng với Netsport cũng như trên kênh VFF Channel để cùng với chúng tôi đồng hành cùng với các cầu thủ U23 Việt Nam và rất nhiều những cấp độ đội tuyển quốc gia khác nữa. Đây rất có thể là những cầu thủ, những ngôi sao tương lai của bóng đá Việt Nam. Các giải trẻ, đặc biệt là lứa U22, U23 sẽ là những cầu thủ có thể là tương lai của bóng đá Việt Nam. Bây giờ chúng ta đã có một đội tuyển quốc gia rất ăn nhập và đã có những tình huống xô xát của cầu thủ hai đội. Người vừa va chạm đó là Văn Minh. Và chúng ta nhìn thấy là đã có những chiếc thẻ đỏ đang cầm sẵn trên tay của trọng tài chính, đúng không ạ? Vâng. Đã có những tình huống va chạm giữa hai bên rất căng. Những cầu thủ trẻ của chúng ta rõ ràng là những cái đầu nóng thi đấu ở một trên một sân vận động đang có thời tiết rất nóng. Rõ ràng là cầu thủ cũng đã không kiềm chế được mình. Chúng tôi thấy và thăng nhất bên phía U23 Việt Nam đó là cao Trần Hoàng Hùng. Và chúng ta đã nhìn thấy trợ lý Trung Ngọc Cảnh đã yêu cầu các cầu thủ của mình phải giữ được sự bình tĩnh. Với các cầu thủ trẻ thì những kinh nghiệm ở trong những tình huống xô xát này là không phải có quá nhiều, và đặc biệt thời tiết cũng tương đối nóng. Chúng ta đang nhìn thấy trọng tài đang cầm những chiếc thẻ trên tay. Hy vọng là không có một cầu thủ nào của chúng ta và cả đội bạn phải nhận những chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Dù đây chỉ là trận đấu giao hữu thôi, nhưng đó cũng sẽ là những kinh nghiệm thực sự dành cho những cầu thủ trẻ của cả hai bên. Tôi thấy rất hay bởi vì các cầu thủ của chúng ta sẽ được trải qua những cảm giác và những trải nghiệm thật sự bổ ích, cả về những bàn thua, cả những bàn thắng và những pha va chạm nữa. Như vậy là đã có chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho số 22 bên phía họ, đó chính là Koma Tulazoda. Và đội trưởng của họ cũng phải nhận một chiếc thẻ vàng, Park Sang-bin. Như vậy là đã có một cầu thủ bị truất quyền thi đấu ở trong những giây cuối cùng của trận đấu này. Cầu thủ trực tiếp tham gia vào tình huống thì đã phải rời sân với chiếc thẻ vàng thứ hai, số 22 của họ. Và rất may Văn Minh của chúng ta đã không phải nhận một tình huống thổi phạt nào. Thẻ vàng thứ hai của số 22 có cầu thủ có cái tên rất dài, Koma Zutula Zolozoda, đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai. Đây là những giây cuối cùng. Như vậy là trận đấu đã khép lại với tỷ số 1-1 dành cho U23 Việt Nam và U23 Tajikistan. Một hiệp 2 sôi nổi hơn, đúng như những gì mà người hâm mộ đã chờ đợi. Như vậy là trận đấu đã kết thúc với bàn thắng được ghi dành cho Việt Nam là Lê Xuân Tú. Cầu thủ đã có một tình huống lắc đầu rất kỹ thuật và đội bạn đã có được một tình huống cân bằng tỷ số sau những tình huống bỏ lót không tốt của hàng thủ của chúng ta. Một trận đấu thực sự có rất nhiều những điều mà các học trò huấn viên Kim Han-jun sẽ được rút ra trước một đối thủ rất khoa học và có khả năng tranh chấp tốt. Nhìn chung đây là một trận đấu mà các học trò huấn viên Kim Han-jun sẽ phải xem xét lại chính mình với những tình huống tranh chấp hay những tình huống xử lý.